Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ cho mình xin một like và đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AirGrab claim 1 triệu tốt căng có ký hiệu là JXM nữa bạn. Chương trình AirGrab này còn 12 ngày nữa sẽ tốt căng này sẽ lên sàn Pancake Swap nha các bạn. Thì hiện tại nó chương trình bán hàng VSEL. Các bạn có thể mua min là 0.001 BNB bằng 100 triệu tốc căng JXM nữa bạn. Và mát là 10 BNB các bạn. Thì những giá thế này mình không khuyên các bạn hold người ta các bạn. Khuyên các bạn claim feature thôi các bạn. Rồi để claim được tốc căng này thì các bạn cần copy với phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Rồi các bạn mở trình duyệt cái chocolate của mình ra nè. Những cái kèo thế này mang tính chắc số đúng không các bạn. Các bạn chọn một dash nè. Các bạn dán vào các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ đi nè. Chọn trên đây thì các bạn chọn mạng BNB Smart Chain như thế các bạn. Rồi các bạn chờ nó lướt chút xíu các bạn. Rồi các bạn chọn vào một claim AirDrop các bạn. Rồi bạn bấm kết nối nè. Mình sẽ tốn phí mạng là 0.00056 BNB khoảng 0.9 đô. 0.19 đô cho các bạn cũng rất là rẻ nha các bạn. Rồi bạn bấm nút chấp thuận nè. Hôm nay ở trên kênh mình claim nhiều tốt cần các bạn, nhưng hiện tại giá nó chưa có là ra gì các bạn. Thì các bạn tiếp tục đợi các bạn. Rồi sau khi các bạn claim xong thì các bạn copy con chắc cho phần link mô tả thứ hai của mình nha các bạn. Các bạn dán vào coi các bạn đã nhận tốt cần chưa các bạn. Rồi chưa có ta. Thì mình đã về 1.000 tốc căng CFM nè các bạn. Thì tổng cung của con này có tới 86.000 cái âm 36912. Tổng cung con này rất là cao nha các bạn. Trong web đang cập nhật này. Thì các bạn bấm vào hợp đồng CFM. Rồi các bạn qua đi chocolate qua các bạn vào một tiệm kiếm lợi. Nếu không được nữa thì các bạn bấm vào tự động thêm cái đọc tiền mà quá nè. Các bạn dán đi hợp đồng nó vào nha các bạn. Tên thì cô để với phần link mô tả với các bạn. Tên thì các bạn ghi vào các bạn. Dashimon. Các bạn sao chép lên. Rồi các bạn mới đắp ký hiệu là DXM. Ký hiệu là CXM nữa các bạn. Số thập phân thì các bạn điền vào là 0 các bạn. Hiện tại giá này mới ra con sắt này nọ các bạn, chưa hoàn chỉnh nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào làm xong nha các bạn. Thì các bạn sẽ nhận được 1.000 tốc căng DXM nữa các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn claim 1 triệu tốc căng CFM đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.